Rồi, hôm nay chúng ta học câu hỏi số 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Trả lời, communism. Học từ mới nào. During, trong thời kỳ. The Cold War, chiến tranh lạnh. What, cái gì. Was, động từ to be ở thì quá khứ là. Main, chính. Concern, sự quan tâm. Of, của. The United States, Hoa Kỳ. Communism, chủ nghĩa cộng sản. Hiểu sang nghĩa tiếng Việt, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì? Trả lời, chủ nghĩa cộng sản. Sang phần luyện nghe, Rana sẽ đọc 3 lần ha. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. Từ khóa của chúng ta không gì khác đó chính là chiến tranh lạnh. The Cold War. The Cold War. Mọi người tham khảo phần phiên âm nha và cùng đọc với Rana nào. Communism. Communism. Thực hành luyện nói thôi, Rana sẽ hỏi rồi mọi người trả lời. Bắt đầu. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Tốt lắm, lại lần nữa. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Phần cuối chính là phần phụ mà mọi người cùng nghe để biết thêm về bài học. Thì như mọi người đã biết, Hoa Kỳ và Nga cùng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai để chống lại phe Đức, Ý và Nhật. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai nước lại vô cùng căng thẳng do đã tồn tại những mâu thuẫn. Mối quan tâm của Hoa Kỳ đó là sự bành trướng và kiểm soát toàn thế giới của Nga. Chiến tranh lạnh đã bắt đầu ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc và đã kéo dài hơn 40 năm. Rena cảm ơn mọi người rất nhiều đã nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.